Chào các bạn, hôm nay ta nói về giao diện của Sigma Trong trong môi trường CAM. Thì các bạn thấy bên tay trái của tôi có một cái thanh công cụ. Cái thanh này nó tên là MC Guide và nó chứa tất cả những cái tác vụ cần thiết cho việc lập trình của Sigma Trong. Từ là load model là đưa cái chi tiết vào, rồi chuẩn bị giao cụ, chuẩn bị những cái nhóm đường chạy giao, rồi chi tiết là chỉ so sánh, stop là phôi, rồi register là những cái chu trình chạy giao của mình. Thấy đây, đây là cái chu trình register đây. Đây là cái register. Delete là khi mình tạo thì mình sẽ xóa một cái là delete. Execute là mình tính toán đó. Global filter là mình thực hiện những bộ lọc. Navigator là mình quan sát được chạy giao. Thì những tính năng này tôi sẽ lần lượt nói cụ thể vào những bài tập tiếp theo. Simulation là mình mô phỏng quá trình chạy giao. Remaining stock là mình xem lại cái lượng dư sau mỗi gia công. Motion detector là cho cái việc là mình sẽ chỉnh sửa được chạy giao bằng tay. Post process là mình xuất cái file cái video của mình á thành cái file G-code để mình chạy máy CNC. Và action report là mình làm cái bản nguyên công, làm báo cáo cái bản nguyên công để cái người đứng vận hành máy họ biết cái cách để họ gá đặt setup cũng như là họ chạy máy. Bên tiếp theo nó là một cái gọi là NC Process Manager, nghĩa là quản lý về những cái đường chạy giao của mình. Và thay thế nhau là quản lý về cái toolbar này và nó quản lý về những cái procedure của mình. Thì các bạn lưu ý ở đây nó có hai cách hiển thị. Cái cách đầu tiên tôi đang xài ở đây á, tôi gọi là cái là nó đang là Advanced Mode nè. Nếu tôi muốn chuyển sang là đây là Advanced Mode nhé, tôi chuyển sang Advanced Mode nè, thì như vậy. Thì hai cái này nó khác nhau chỗ nào? Ví dụ như với cái Wizard Mode thế này á, thì nó sẽ floating, các bạn sẽ trôi thế này, nó không có gắn cố định, nó trôi. Và khi các bạn double click khi bạn tải cái register mới á, đây thì là nó sẽ chia các cái thẻ. Ví dụ thẻ đầu tiên là thẻ geometry, thẻ tool, rồi thẻ machine parameter, rồi machine parameter, nó đi từ trái sang phải. Còn khi các bạn để chế độ là advanced mode á, thì bạn thấy nè, khi các bạn new register thì tất cả nó sẽ nằm ở trong đó. Thì bạn như thế nè, motion parameter nè, rồi tới là cutter nè, rồi machine để geometry. Thì thay vì nó làm theo phương ngang á thì là theo phương đứng. Thì cái cách này á, có một tùy thói quen các bạn, có một số thì các bạn thích xài cái mode này, nhưng có một số là thích xài cái mode này. Đấy. Nhưng cá nhân tôi thì do màn hình tôi nó hẹp á, nó màn hình nó nhỏ cho nên tôi sẽ dùng chức năng, tôi thích xài cái Wizard mode hơn. Còn cái này là cái Advanced mode thì nó cần cái chiều dài các bạn, đôi khi là nếu màn hình mình nhỏ quá đó thì nó sẽ không phù hợp. Nên tôi xài kiểu này, mình sẽ kéo xuống. Rồi có một tình huống là rất là dễ nhầm lẫn, mà nhiều khi các bạn là muốn tắt cái hộp thoại đi thì các bạn tắt ở đây, nhưng mà nhiều khi các bạn nhầm các bạn tắt ở đây là nó mất luôn. Ở trong tình huống đó các bạn sẽ lấy lại bằng cách là lướt vào đây một cái, nó sẽ hiện ra là bạn hay là bạn đóng nó rồi nhé, bạn chuyển nó qua lại. Nếu mà tắt đi nè thì các bạn lấy lại rồi, tôi đang trên remote này nha. Rồi bên trong nó các bạn thấy bất kỳ chương trình nào cũng vậy nè, nó luôn luôn có những cái option như này. Thì nếu như các bạn thấy phía trước nó có bóng đèn, nếu như các bạn thích cái bóng đèn nha, các bạn để cho nó thành dạng là màu xám là nó đang tắt á, thì nếu các bạn nút phải chuột ở đây các bạn chọn là show refer, cái tức là gì, các bạn chỉ show những thành nào bạn thích thôi. Nên những anh nào mà tắt đèn xem như mình không thích, mình không hiển thị nữa thì là mình tắt nó đi. Thì cái việc đèn mục đích của nó thì nó rất là tốt, cũng là nó khiến những người nào mới dùng Sigma Trong mà chưa có quen á thì chỉ để một số option cần thiết thôi. Có nào mà nó nâng cao hoặc như là không có xài là sẽ không để ra thì đỡ rối. Nhưng đó là cái mục đích rất là tốt đẹp. Nhưng mà có cái tình huống là nó bị lỗi các bạn. Nhiều khi có một option mình không thấy thì mình nghĩ là do sao nó bị lỗi, là mình lại cài lại Sigma Trong thì rất mất thời gian. Hoặc như là tình huống mình ở công ty mình bị đồng chí nào đó chơi xấu mình ở một thời cái option đi. Đấy, thì mình lại không biết cách làm thì mở ra. Thì các bạn lưu ý cách làm rất là đơn giản, các bạn chỉ cần nút phải chuột nè, các bạn chọn là show all thôi, các bạn chọn show all thì sẽ ra nó hiện tất cả những option nào đã bị xám thì bạn chỉ bật lại thôi. Đó là cái việc là hiển thị hoặc là tắt bớt đi một số cái option trong những cái thông số giao của mình. Rồi bên cạnh đó thì các bạn biết là Sigma Trong nó vẫn quản lý cái đối tượng set, giống như bên một trường phạt các bạn thì nó nằm ở đây, nó là set. Nếu như các bạn có màn hình đủ lớn, các bạn có thể để như vậy.
Tại vì khi mà mình cái đơn vị gia công mình lớn á, mình thấy là mình tải nhiều set để mình quản lý hoặc là mình chạy theo tiêu chuẩn á, thì bạn thấy bật cái feature này lên để các bạn xem nó, dù bạn tải nhiều set thì bạn tạo ở đây nó y như một trường kép thôi, không thấy bạn thấy tắt đi được, mình cách bạn tắt ở đây đi hoặc bật lại ở đây. Rồi ngoài ra ở phía dưới nó còn một số cái tác vụ khác, một số cái cách hiển thị khác, ví dụ như ở đây nó đang hiển thị cái là anti execution monitor, có nghĩa là ví dụ các bạn tính đường chỉ giao nha. Tôi đổi một tí đi, ví dụ đây tôi đổi thành đây nha, tôi để thành là chấm một rồi nha. Thì ông thấy ví dụ thế này thì tính á, cho con thấy đây nè. Ồ, này tính nhanh quá. Nếu còn tính chương trình mà 3D á thì quá trình tính đây nè, nó sẽ bạn thấy phải tính toán đây luôn. Để tôi dụ một cái nha, tôi dụ Precision, chọn cũng được cho nó lâu một tí đi, tôi chọn này rồi ok, tôi chọn là Auto Fade rồi nha, tôi chọn cái đường viền, tôi chọn cái đường viền bên trong này đi. Đấy. Mục đích của tôi để cho nó tính, các bạn thấy được cái cách nó hiển thị ra. Tôi chọn con dao này, mà thấy đây nó biết là tính chừng nào xong, và cái này tên là NC Execution Log. Thì các bạn có thể vào xem bằng cách là vô menu view, nhưng cái là pen cho tất cả đây, nó chính là cái NC Execution Log ở đây. Rồi hoặc như cái visa mode, remote nó nằm ở đây, nếu mà lỡ các bạn không thích lấy đây á mà lấy cũng được. Thì cái việc làm quen với môi trường cái giao diện của Supertrong này á, thì nó không quá khó như cái tôi muốn nói trước. Tại vì trong quá trình làm việc á, nếu mình có một số cái mà mình bị nhầm lẫn hoặc là mình bị một số cái gọi là cái tai nạn nào đó, đó thì các bạn có thể là phục hồi được nguyên trạng ban đầu để mình làm việc nó thuận tiện và nó liên tục hơn, tránh trường hợp là mình do một việc lý do gì một lỗi nhỏ nhỏ đó mình nghĩ là nó là có lỗi rất nghiêm trọng mà lại cài lại sau đó thì rất mất thời gian của mình. Rồi, cảm ơn các bạn.